cháu bị dư axit trào ngược dạ dày thực quản có vi khuẩn HB, chú cho cháu xin lời khuyên. Đầu tiên là uống đủ nước, hai là ngủ sớm, ba là giảm ăn thịt. Đấy. Bốn là gì? Tập thể dục điều độ. Năm là làm thế nào được tươi cười, thoải mái, tinh thần thoải mái lên. Năm cái yếu tố đấy thì chắc chắn khi mà nó ổn định là nó khỏi. Nó chả có cái gì cả. Một, sao phải uống đủ nước? Gan sơ tiết chuyển hóa, cần giải độc được thì phải uống đủ nước. Đủ nước như nào đủ? Một người 60 cân thì cần 6-4-2-4, khoảng 2.4 lít đến 3 lít nước trên một ngày. Được chưa? Ăn quá nhiều thịt, không ăn nữa đi. Giảm bớt mồm bớt miệng đi. Đặc biệt nhịn được bữa nào hay bữa đấy. Bớt mồm bớt miệng đi, chắc chắn là nó đã đỡ hơn rất là nhiều. Bởi vì ăn nó chưa tiêu được xuống, nó không chuyển hóa được xuống, nhưng mà đến bữa cứ phàm. Nhiều người vẫn trào ngược nhá, nhưng ăn vẫn ngon miệng. Cái đấy 100% nhé. Ăn rất ngon miệng nhưng mà ăn xong là đầy tức. Thế là mất 30 phút hoặc 1 tiếng ăn, thế là cả 7-8 tiếng hoặc là 4-5 tiếng là ngồi là để chờ cho nó tiêu mà nó hóa được. Đầy ít nên khó chịu. Thế thì bớt được mồm được bữa nào hay bữa đấy. Đấy. Tiếp là gì? Tập thể dục. Rất là nhiều người lời tập thể dục, trong cái đó là không bao giờ thiếu những lý do. Cháu bận lắm, cháu thế nọ kia. Xin lỗi các anh chị luôn nhé. Ở trên đời này không có ai bận đến mức độ một ngày không có đủ 15 phút để tập thể dục, đến khoảng 30 phút để tập thể dục. Chỉ khi lười thôi. Được chưa? Tiếp, tìm những cái gì nó hay, nó vui thì xem, cười tươi cho thoải mái lên. Thế thì lốt lại 5 cái vấn đề đấy thì nó đã đỡ rất nhiều rồi nhé. Sau đó muốn điều trị hoặc là muốn tốt thì có thể lấy thuốc. Thuốc thì phòng khám có cái, một là cái tiêu giao tán. Tiêu giao tán là một cái bài thuốc đặc trị về giải uất, giải độc, kiện vận, vận hóa, kiện tỳ và giải độc gan, cực kỳ tốt. Giúp sơ can giải uất, kiện tỳ, dưỡng huyết. Trong cái từ 4 cái slogan đấy, nó đã đầy đủ hết tất cả những cái độc tố ở trong cơ thể của anh chị rồi. Đặc biệt nó giúp ngủ rất là ngon. Cái thứ hai là cái thuốc vị quản mộc dạng bột hoặc dạng viên, thì nó hỗ trợ điều trị rất tốt cả vi khuẩn HB lẫn trào ngược dạ dày thực quản, mà giá cực kỳ hợp lý nhé. Chúc các anh chị luôn luôn khỏe mạnh, và các anh chị cần hỏi thêm gì về các cái chứng bệnh liên quan thì các anh chị còm đây, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, và ý kiến của anh chị như nào anh chị cũng còm đây cho nó thoải mái. Xin chào.